Rồi hello nha Nam. Rồi, nhiều khi đi qua đi lại nhìn cái giá xe em 4 năm à, một chiếc AB màu đen nhám cực đẹp luôn à, tầm giá này suy nghĩ thấy nó bằng cỡ cỡ cái chiếc Suzuki bây giờ ha. Suzuki bây giờ mà xe mới bây giờ cũng 24-25 triệu đó, tính ra sao mà bằng cái AB này được anh em. Ha, một cái xe ga hãng Honda dòng AB huyền thoại luôn. Này cái biển của em nói nè. 24 triệu 500 nói chung nó quá dễ xài. Xe máy cực chuẩn. Ha. Màu đen nhám. Thấy không? Anh em đi sang chảnh biết nhiêu luôn nè. Cái dòng AB này. Bốn năm ha, một chiếc AB bằng cái Suzuki xài quá ok luôn. Máy móc rồi êm ngon, bảo chuẩn cho anh em luôn. Khóa remote còn luôn, anh chị còn luôn à. Do cái biển An Giang này hồ sơ xí rút nó chậm chạp đó, thành ra phép cũng làm biến rồi em ơi. Thôi thì cứ bán thì già như vậy đã giàu anh em ơi, ghi biên lai cửa hàng ra rồi là anh em mua thì có sang tên thì gì đó là kiếm đại làm, chứ giờ nói giấy tờ rút gác bên An Giang hết làm biến. Giống anh em bấm hỏi cái mua chiếc quay ít thế đấy, biển bốn con An Giang lắm. Ta mua đó mình kêu bao sơn nhiêu người ta tính vô, mình thấy nó chậm quá em là biến hứa tới hứa luôn rồi đó. Cứ bán gì bán giá tốt cho anh em mua xài lắm ha. Với mấy cái xe nói chung là 10-20 triệu này để chung là cũng để như đi luôn em ơi, sang tên làm gì đó nó tốn thời gian mình đó, rồi nó tốn tiền bạc mình ha. Rồi ok, anh em nào phái thì alo chứ phải thấy giá xe thì nó lên đều anh em ha. Này mình bán con giá cũ giá bình thường thôi, 24 triệu bằng chiếc Suzuki anh em ha. Anh em là mua đi vừa sang vừa lịch sự. Rồi cảm ơn em đã quan tâm coi video. Bye bye.